cuối cùng kiếm qua không kiếm lại được là cái sân BTT luôn. Ở đây thì cái sân BTT thì nó cũng có bán đồ ăn, cũng có nhà vệ sinh, thì ăn xong đổ xăng luôn. Ở đây khí hậu nó lạnh, nó hồi ăn xong mình kiếm chỗ nào mình ngủ giấc thôi. Mình vô hỏi coi. Bốn mươi lăm ngàn là ở đây là 60 ngàn. 65 ngàn. Mì khao bò. Cà phao mù. Khao. 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 Mua. Đâu sao trời. Áo nừng mà. Nừng. Không biết đâu sao trời. Cái quán này nó ác ghê luôn, đi về không biết, không biết luôn á. Trời, để coi. Để ghi cái này không biết cái gì nữa. Cái gì 35 ngàn, cái này là 35 ngàn. Rồi 25 ngàn, cái này chắc hủ tiếu mực hay hủ tiếu gì không biết. Hỏi nó có cơm không, nó chỉ nguyên đống cơm kia mình lựa, mình không biết lựa cơm con gì nữa. Chào. Nấm. Bò mì. Mì. À này, ở đây bò. Mình muốn nói là không lẽ mà không biết. Mình chỉ chế ớt, mình chỉ cho nó dễ ta. Bò. Baby khao, baby king, baby king, king, bò king. Mì Việt Nam bò, mì Việt Nam bò. Bò, à gì chín đang đây. Mì Việt Nam bò. Bò. Ok. Nướng xì sảm, nướng sầu sảm sóng. Nhâm. Như này. Nhâm. Nhâm. Đây. Bò. Ok. Ok. Nhâm thà lê, nhâm thà lê, bò hết hết. Thà lê, bò thà lê. Bò hết hết. Bò khao. Bò khao, nhâm thà lê, cà phê củ. Nướng. Ok. Sóng, nướng sóng sảm sóng. Sóng thuai. Cà phê củ sóng. Nướng. Ồ, cà phê củ nướng. Lại cà nhâm bình nướng. Ok. Khám chạy lại. Không hiểu cái gì luôn. Người ta cũng hiền á. Mình nói là không chế ớt mà không biết nói làm sao. Hello. Bò vi đâu? Bò vi đâu rồi? Không biết hả? Sao không biết? Lạnh không? Bà hỏi lạnh không? Ây da, đau. Lạnh không? Con có lạnh không? Mặc áo vậy, ít vậy. Không lạnh đâu hả? Người ta đem nước ra kìa. Sao mình nhìn cây xăng mà ở Lào á, nhìn nó dơ hơn ha. Có vi đâu? Sao bay đi? Gái Lào hình như hơi mắc cỡ, hơi nhút nhát ha. Ở đây trời bắt đầu chuyển mưa sao, nó hơi là lạnh. Mình có anh kêu một cái tôm xào với một cái là hủ tiếu gì á, thử thôi chứ giờ không biết kêu gì nữa. Ok, cái BTT QR code đó, nó nói là thanh toán bằng cái đó thử, nó không có trả cạc, nó thử thanh toán chiếu cho thử hả.
bây giờ chết cái đầu quên mang tiền, thì coi mình thanh toán thử cái kẹt coi, thử cái kẹt nó chiếu vô nó ăn được không. Đây thử cái coi nó ăn không, không hiểu rồi, không hiểu luôn rồi, không hiểu luôn. Không hiểu rồi, nó không có hiểu. Xong rồi hả? Xong ăn qua với mẹ ăn rồi, ăn thử đi. Ăn được không? Cái này cua hả? Cái này món này món gì vậy? Chào. Chạy siêu nhận. Chạy siêu nhận. Cặp giam bu. Cặp giam bu. Cặp giam bu. Khao chạy lại. Cũng khổng luôn. Cô cũng kêu được cái chén để múc chia ba phần để ăn thử. Em ăn thử thấy được không? Hơi cay hả? Sao kỳ ta? Nó nói nó đừng có bỏ cay rồi á. Mì bê lê. Mì, mì bò. Mì. Bò mì. Bò mì. Bà pít lại lại. Mì. Ơi, bò. Bà pít lại lại. Bò dạ. À, nhi hao bò để xay bọc pít. À, ok. Được. Nó bên xí không ăn. À. Bên nạm không ăn được. Nó không có bỏ. Nó ca vậy đó. Ok. À, đôi leo. Tao nói nó không bỡ. Không bỡ mà cài vậy hả? Chắc cái gì đó hả? Ồ. Nhâm. Nghe ngam. Ngam leo. Ok, mình ăn. Anh thề luôn. Nói nó không lấy ớt mà nó không lấy ớt. Lòn là nước đá. À, lòn lại nước đá nhiều. Vi ơi, mấy ơi, ngồi đàng hoàng không giận nữa. Đi chơi không giận nữa. Ngồi đàng hoàng ăn, thưởng thức ẩm thực của người ta ha. Đi Lào thì thưởng thức ẩm thực chứ không phải là giỡn như vậy nữa. Minh, ngồi lại đàng hoàng. Minh quay người qua đây. Minh quay người qua đây. Xích lại. Đây là món ăn của Lào, con thử đi. Đó. Ăn thử cho biết đi ha. Ăn nhiều tí, cay lắm. Ăn thử cho biết. Lòn. Ủa bên mình thu. Ăn thịt xò. Nước đá, nước đá. Mỹ à? À, bò bò. Tôi đã giờ người ta hiểu rồi. Con này cay. Con cá cay lắm. Mình kêu thấy mò luôn, cuối cùng đúng đấy có một cái ly được đá cho mình. Mẹ muốn khùng luôn á. Nó cũng muốn điên với mình luôn. Mình nói là nước đá nó lấy thêm một cái keo. Nước đá lấy thêm cái keo. Thì cái mình nói bỏ vô nước đá lấy thêm cái keo mới. Cái keo mới không biết quá trời luôn. Ăn không được bao nhiêu quá trời này nữa.
Không ngon hả? Phách C. Để từ thành phố C thì mình đi theo một cái đường quốc lộ, mình đi đến tỉnh Savannakhet. Thì tỉnh Savannakhet thì có nhiều cái kỷ niệm đẹp với mình. Thì trong đó là có người yêu cũ. Thì mình đi đến tỉnh Savannakhet thì nhiều lần. Nhưng lần đầu tiên thì bây giờ mình đi bằng xe hơi. Thì hồi xưa đi xe buýt không ạ? Đây là cái thành phố Phách C, cái đoạn đường này là không biết đoạn đường ngay đâu. Chỉ biết là ngay cái trạm. Thì đường ở Lào á, nó rất là rộng mà xe nó bắn nó chạy thích cực kỳ luôn á. Nó không có nhỏ, giống như kiểu vậy đất dân nó còn ít á, thì cái lộ trình người ta mở á, chạy nó thích lắm. Nó rộng nữa mà đường cũng đẹp á, chạy cũng không có lo nghĩ giống như đường Thái vậy đó. Nó chạy nó rộng mà nó cứ phẳng lì để cứ chạy chạy vậy thôi. Nó rộng thì xe ta chạy nhanh. Thế xe máy mà cứ người ta cứ đạp 70-80 cũng đâu ai bắn tốc độ đâu. Ở Việt Nam chạy chút xíu bắn tốc độ. Tại đường nó rộng á, mà ai chạy 40 người ta thấy chậm lắm. Nãy mình định thử á, mình chạy 40 mua chỗ nó chậm ri luôn á, tại đường nó rộng. Còn đường mà nhỏ nhỏ á, dân đông á, chạy 40 là mình thấy nhanh cực kỳ luôn rồi. Đây là cái chỗ này hình như là cái trung tâm Passe nè, cái chợ hay sao nè. Tại mình thì cũng không rành về Passe lắm. Ở đây thì với Hyundai Elantra mình thấy chạy nhiều quá, chạy nhiều luôn, xe hàng nhiều lắm. Mình vừa mới đổ xăng ở BTD xong, thì xăng hiện nay hơi mắc, tính ra giá tiền Việt là 30.000, sắp xỉ 30.000, 29.800 mấy á, nhưng mà 30.000 là hơi mắc, hơi cao giá. Thì mới đổ xăng là mới đổ bao nhiêu 22-23 lít gì đó mà lên tới 600.000, tức là 800.000 tiền mình ngán quá. hơi ngán, xe hơi dơ. Thì ở đây là ngay trước cổng sân bay của Phách C, sân bay Phách C đó. Và đang đứng trước cổng sân bay Phách C, con bé này đi lên này, bé kia thì nó ngủ rồi, bé này nó ngủ rồi. Mệt quá là ngủ sớm. Bé này thì chưa, bé này thì nguyên ngày hôm nay đã đi tới đâu ngủ tới đó. Thì bây giờ nó khỏe như con voi vậy. Nè, mà nó rảnh hơn em mình nữa. Rồi tôi đập. Nó bỏ luôn. Gì vậy? What? I want to eat ice cream. Ok, lôi để tiền trên bàn á, mua đi. Đi mua đi. Cái đó là phải mơ đó. Hai mẹ con nó đi mua ice cream. Con kia nó ngủ rồi. Con kia nó ngủ tan nát không biết gì hết. Somebody.
cây bùa luôn. Ở đây thì bán nhiều đồ, hàng của Thái, bia Lào nữa. Đây là cây xăng BTT ở Lào. Con bé nó không chịu tính tiền, nó bước ra luôn. Thì trước mắt ngon không? Thì trước mắt thì mình sẽ đến Savannakhet, mình thăm biểu cũ. Không biết nó có chịu gặp mình hay không, thì mình sẽ tham quan thành phố Savannakhet. Thì nếu còn thời gian thì mình sẽ đi lên Phuket, không thì mình về quay về Thập Phước, rồi từ đó mình về Campuchia. Thì lộ trình mình đến sẽ vậy, tại vì lúc đầu thì mình sẽ định đi đến biên giới của Trung Quốc luôn. Nhưng mà có lẽ thời gian không biết sao nữa, mà mình canh thời gian mình sẽ đi. Mình sẽ đi theo lộ trình ha, mình sẽ đi những gì có thể để mình quay phim lại cho các bạn coi nhé. Thì các bạn nào muốn đi Lào từ Campuchia thì có thể xem cái channel của mình. Ăn hết đi, lên xe ngủ. Levi ngủ còn đâu? Levi ngủ rồi. Thì nói qua nữa, đây lần đầu tiên gia đình mình đi chung với nhau qua nước ngoài. Tại vì trước giờ á, thì con bé kia đi nhiều nhất. Tại vì con lớn á, nó bị dịch, thành ra nó ở Việt Nam một năm. Ra là trước đó thì nó cũng là thời gian nó ở Việt Nam nó học, nên mình không có chở cái con này đi nhiều nhất. Mình chở con nhỏ xíu á, đi nhiều, đi nước này nước kia. Thì có cái con bé lớn là lần đầu tiên nó được đi chung với gia đình mình. Cái tội nghiệp bé đó. Xe mình hôm nay thì hơi dơ. Giờ định kiếm cái chỗ xịt nước mà nãy nhìn cũng không thấy. Ok, để mình đi ra chỗ khác mình xịt nước. Thì đặc biệt cái xăng ở BTT hay Campuchia, Lào, Thái Lan á, mỗi trạm xăng nó đều có một cái trụ bơm. Thì mình sẽ canh được áp suất lốp bánh xe, mình sẽ bơm được chuẩn nhất. Ở Việt Nam mình thì không có những cái trụ bơm đó. Thì nó hay lắm, mình canh được cái vị trí đó mình đỡ tiền, mình canh được áp suất bánh xe lúc nào cũng được. Ok, quan cảnh đây ha. Bây giờ mình bắt đầu vào xe để mình đến thị trấn Savannakhet, thành phố Savannakhet.